Hey, hôm nay trai bản đi mua giá đỗ này, đấy, với lại ít gan lợn đen, đấy, và hành tươi nữa để về xào cái món gan lợn để ăn đấy. Được cái là giá đỗ này là giá đỗ của người ta tự làm đấy, không phải là giá đỗ làm bằng máy đâu nhá. Và gan lợn này là gan lợn đen đấy, ăn mới thơm. Đấy, giá đỗ là chỉ có xào tái này thôi thì ăn đến ngon, thôi cho hành tươi vào. Đấy, đảo lên, thế là xong được một đĩa giá đỗ xào với lại gan rồi, cho tí hành tươi vào ngon lắm. Đấy, thế là sau 10 phút vận động, thế là trai bản cũng được một bữa cơm ngon lành như thế này rồi. Ở một mình thì cứ như thế này thôi, cũng được một bữa cơm ngon rồi. Bạn đã trải qua những ngày cô đơn nhất cuộc đời chưa? Sau khi kết thúc một ngày dài, bạn một mình trở về nhà và nằm lặng lẽ trên chiếc giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng thể thoát ra. Có khi bạn thật sự hụt hẫng vì chẳng có một ai để lắng nghe tâm sự trong lòng mình. Khi mà bạn chỉ muốn ôm một ai đó để khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng không một ai đủ thân thiết ở bên bạn. Khi bạn giống như một chiếc bóng cô độc ẩn sâu trong màn đêm ở góc thành phố nhộn nhịp này.